bà OPM nâng anh nhát ở nhà mưu thả ta prạp phần má để nhà cầm cung rộp bán không mà còn dù này OPM mà bỏ bà việc của chua cho nhà dù bị được sách hiệp này ca rộp prạp tiền mũ phòng đài bà chẳng dương đăng channel dương ban chụp nô cho ra được tất cứ ở sài lứa OPM là ngài bà tiết được không video tham gia vào nhóm được không video này nhóm số mà xoay nhiều vì đã chấm nó được không cả sai về đại cam được vào YouTube á chẳng ở bóng ôn là thưa YouTube được có bóng ôn đại tư nâng cầm phong để chập đàn thưa YouTube và đại ở toàn đăng tha ta YouTube kì kết lui ao dương tam vị thi ná và về channel của chương trình ban monetize hai rồi lối á chẳng dương từ 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 mưa chấm nốt pi đại chi chấm nốt sầm khán sầm rạp bằng ôn phía theo channel bằng ôn nắng ai rồi lối ban bản man chi mà chung và chạm ngay nâng cất chỉ khai và chẳng dương ai chi có đắng á chẳng làm bay và chẳng chấm phố bằng ôn để đăng bạn đăng nơi vị thi này hái ai cho đồng lòng video chào tới bạn vận tải chấm phù bằng ôn đại mình đăng xôm tam đan video này tăng bị đam rồi đó shop bằng ôn đường chul và vì cả YouTube đó là kết lối giao dương á chẳng đôi đặt bà chẳng đang bây giờ mọi khán phí nhóm xôm mà châu browser Chrome nó hay châu Google hay bọc ôn ở vài bìa bà nhìn bìa mà vài bìa OPM đó nè OPM bà OPM in YouTube bà chẳng OPM hay nâng CPM nâng cứ sầm khăn nè làm mưa bị bìa nâng nông YouTube bà chẳng khi thì trong đăng tha channel bóng ôn viên OPM mán CPM phần mán khi ai về đồng lại đăng ai ta channel bóng ôn nâng rồi lùi bàn mà này bà mình chắc nè kê bằng hà nhé bóng ôn nè OPM bà này tha cứ chìa mệt bà xâm rạp vó mệt bằng nàng oi tha channel ta nẹ rô bàn phần mán khăn ông mà bọn dù bọn vũ nâng á, nây video bọn vũ nâng nguyên mà bọn vũ ở bàn màn chỉ mà xuống nâng và chẳng OPM cứ ở sài lư chùm nâu xem xem chỉ tràn mà rùm tiền cao sai về nạch cam chỉ mình và ship chỉ chùm nâu YouTube brand nhiêm và chỉ super chat hay nâng super sticker, nâng á chẳng cứ sắp chia OPM tặng ọc và bàn tay chớn có đau lừa tài xa sai cho nên chỉ cam thì chúng của mình membership hay năng xây xây này cứ dừng sau ra thì nó không sọc máy và bạn chẳng ngờ đi làm bây chưa sử dụng là bằng có những sống ra Google Translate nhỉ và bỏ bằng hai chú này bằng ông chú lúc và anh em cho khmer mà ba nè chẳng dừng mưu prạ chùm nâu nông mùi OPM cứ đồng vua đồng nàng này bạc chùm nấu nắng á thế nhưng cho xoay vô nè Google website support.google.com rồi vào YouTube nhưng cho chắc đăng à và miền ở những đăng chẳng OPM này dùng này OPM nắng chẳng những ai xoay vô OPM và nhưng xong bỏ prái và xoay ở bỏ bộ ôn bằng hai nhật bằng bộ ôn và OPM nè bạc chấm nấu muối cứ chia đồng quan nàng ao chấm buôn prạ đại tự ban không muối quan dù bà chẳng ao bị ấm cứ chia chấm nấu rồi bỏ dựng đăng không mà quan dù dựng ban mà này bà ba chấm đá bóc ôn miên mưa không mà pi quan dù dựng vô mà pi quan tất nông mà ngãi dựng khơi chấm nấu bóc ôn đó nè bà chẳng là những khi hai ao bị ấm bà tiết nhom nâng bằng hàng chấm là nhom ao bóc ôn mưa bà hay chẳng
cho CPM bà nè nhầm phần hai CPM đầm lại trong mùi quan ca chạp ở rõm nâng bà bà nâng hà đầm lại trong một quan expression á cứ chương quan năng ôi chùm luôn prạ đại nạp sai mấy chì cam còn bông chùm nai đầm bay bằng hai ca sai chùm nạch cam nơi lưu YouTube nhạc đang khơi nhường quan CPM xem khía chùm mùi mua chúng tôi được trong YouTube nâng bà chẳng điệp nhầm sông bằng hai CPM nâng lại đam nhạc sai này chỉ cảm nâng chùm nái dầm đạp cao sai này chỉ cảm mà quan dù nâng á bà ca chạp ở rõm lưu cao sai này chỉ cảm trợ ban rộp group để cao sai này chỉ cảm trợ ban bằng hai bà chẳng CPM phải lưu ca chạp thông bay đầm lại đẹp sai này chỉ cảm dùm đạp ca chạp thì chùm nô con quan để cao sai trợ ban bằng hai bà chẳng ta vậy khó nha đầu viên CPM nâng C thì bà lấy nhóm số mừng hai tiết ở với đây CPM dùng khăn bà bạn chẳng nè nhóm trang bằng hai bằng ôn hiệp khó nha đầu viên OPM nâng CPM bà chẳng OPM bà một bị ấy bằng ôn nè CPM cứ khó hơ mệt và này phép khó khăn riêng CPM nâng RPM CPM cứ chia chậm này mỗi trong ca chạp ở rõm sai về cam mà quan và mà quan môn p chậm này prạ chậm nấu YouTube và chẳng CPM nâng cứ miên tổng hôm chỉ tu tới cứ tràn chiên RPM và cứ chia ca chậm này đọc sai về cam đại kia đã đôi tới ở ban mà quan view và thì ao CPM nâng man nhạc sai mình chán nâng bỏ cái chọc đôi nâng tờ và hay RPM cứ chia chùm nâu sở rộp rõ nhạc tòa bì chùm này prạ chùm nâu rộp bỏ YouTube nông mà quan nông mùi quan nhạc nhạc mơ mà quan nhạc và chẳng RPM rung vua đẹp đó lên nhạc bằng cao và hay CPM rung vua đẹp đó lên nhạc sai bình vấn đề chạy cam và hay rùm bà nhà chẳng đám bay đến nhầm sông mà hai chun bóng bóng này rùm của muốn á hỏi bóng bóng khơi mong tới bà nè o thì ấm bà này tha rùm của muốn kế cứ prạ chùm nô sở rộp bà anh đi prạ chùm nô sở rộp bà côn nâng mà quán chạy nâng chùm nôn nẹ mười bà chùm nôn nẹ mười cực chìa bà chôm á mong bằng ngáy bóng bóng miền nhà mơ mán chạy và năng chẳng prạ chùm nô sở rộp prạ chùm nô sở rộp ní ban mò phì ná bằng bốn prạ chùm nô sở rộp ní cứ ban mò phì miền tiền ấy cao sai về nạch cam nâng và cao sai về nạch cam super chat super sticker nâng hay nâng print nhiệm ní nâng á YouTube print nhiệm nhiệm nè và chẳng dừng kết ở nâng và vô chùm nguồn nâng móc cùng nâng mà bón chạy nâng chùm nguồn nhạc mơ nâng và anh ít cao bị dương bánh chạy chùm nguồn YouTube hay vậy và YouTube dừng cặp ao từ YouTube hay vậy nè và bây giờ ní CPM cứ prạ sai phần nạch cam tại nhạc sai phần nạch cam đạn lôi cho tới cùng nâng mà bọn nâng chạy nâng chùm nguồn nè impression nâng là cứ nè chọc mơ nâng á mà chọc mơ video dưỡng nâng chọc mơ mình nè chạy cam nâng và add impression nâng nhưng chẳng số bằng hai tiết mà chẳng như hiểm trong bằng hai sẽ là dòng khăn o phí âm á o phí âm nít cứ trong bật chạy thang trẻ và o phí âm nâng và RPM nó ăn nhát ở nhà mưa tha ta prạ còn má để nhà còn công rộp bán không mà con dù này RPM mất bằng ổn và việc của chua ở nhà dù bị được xếp hiệp này ca rộp prạ tèm mũ phòng đài và chẳng dương đăng channel dương ban chụp nấu cho ra tất cứ ở sài lứa RPM là ngài và cho CPM với mà này sẽ ra tầng căn CPM và chẳng nhầm xong bỏ prai CPM và CPM nè nè tụi tôi ban ca cắt bằng thoi nè với đại sai Việt Nam chấm nai nè
ពេលដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញលើវីដេអូរបស់អ្នកអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំណាយកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះប្រាក់កាន់តែច្រើនបាទបានន័យថា CPM បានណាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូយើងបាទបើវីដេអូយើងមានការដាក់ពាណិជ្ជកម្មច្រើនណាយើងបាន CPM ច្រើនហើយអញ្ចឹងបើយើងបាន CPM ច្រើននោះ RPM ក៏កាន់តែកើនដែរបាទគ្រាន់តែ RPM វាអាចវាមិនស្មើនឹង CPM ទេវាតិចជាង CPM ហើយបាទអញ្ចឹងអានេះលុយលុយទាំងមូលនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនទាន់បានបែងចែកទៅឲ្យអ្នកអ្នកផលិត channel ហើយនឹងអ្នកនេះក្រុមហ៊ុន YouTube ទេអញ្ចឹងដាក់លុយចូលមកហើយបានអ្នកមើលប្រហែល1000 view អញ្ចឹងបានបែងចែកទៅ RPM ប្រហែលបានអ្នកផលិត channel YouTube ហ្នឹងបានប្រហែល RPM ហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុន YouTube បានប្រហែលបាទបាទដូចជាខ្ញុំចាំគឺបាទមានគេដាក់បាទមានគេដាក់នៅក្នុងប្រភពផ្សេងណាគេដាក់ប្រមាណភាគរយនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចបាទនេះថាក្រុមហ៊ុន YouTube បាទគេយកគេកាត់45%ណាបងប្អូនហើយទុកឲ្យយើងទុកឲ្យយើងគឺ55%បាទខាង YouTube 45ឲ្យយើង55%បាទបញ្ចូលឯកសារនេះមកពី website មួយដែលមាន influence marketing hub.com ហ្នឹងបាទគេបង្ហាញដែរបាទអញ្ចឹង CPM គឺមកពីពាក្យ hop per mile បាទ hop per mile ហ្នឹងបាទ CPM ហ្នឹងណា hop per mile បាននេះថា hop per mile បាទ per mile ហ្នឹងតម្លៃនៃក្នុង mile ហ្នឹងបាទបានថាតើអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានចំណាយប្រមាណនៅទៅលើអ្នកផលិត content ហ្នឹងក្នុង1000 view ហ្នឹងចំណាយឲ្យអ្នកផលិតហ្នឹងបាទ1000 view ឬ1000 click ហ្នឹងបាទហើយ RPM បាទបាទ RPM មកពាក្យនេះ RPM បាទ revenue per mile បាទអញ្ចឹងគឺជាម៉ែតដែលតំណាងឲ្យថាយើងបានទទួលលុយប្រមាណក្នុង1000 view វីដេអូហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញឧទាហរណ៍នេះមួយរវាងភាពខុសគ្នារវាង CPM ហើយនឹង CPM ផ្អែកលើការចាក់ឡើងវិញណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវញែកគ្នាដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លែងនេះបាទខ្ញុំបកជាខ្មែរបានថាវីដេអូមួយនៅលើ YouTube អាចមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនជាងមួយបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយអញ្ចឹងវីដេអូខ្លះមានការផ្សាយ advertise ពីរអញ្ចឹង CPM ផ្ដោតលើតម្លៃអ្នកផ្សាយបាទពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការចាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា CPM នេះ CPM ផ្អែកលើការចាក់ផ្សាយជាថ្មីផ្ដោតលើតម្លៃអ្នកផ្សាយនឹងអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការចាក់វីដេអូដែលរួមបញ្ចូលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយឬច្រើននឹង CPM ផ្អែកលើការចាក់ឡើងវិញជារបស់អ្នកជារឿយៗពោះជាង CPM របស់អ្នកបាទអញ្ចឹងអា CPM ខុសគ្នារវាង CPM និង CPM ផ្អែកលើការចាក់ឡើងវិញហ្នឹងបាទបើណាយើងមើលវីដេអូអាដែលហ្នឹងវាចាក់ឡើងវិញចាក់ឡើងវិញវាមាន advertise ដល់2បាទឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថានិយាយថាវីដេអូរបស់អ្នកត្រូវបានមើលមក1000ដងបាទថា5000ដងណាបងប្អូនអញ្ចឹងការមើល1000រួមបញ្ចូលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយបាទណា1000ហ្នឹងមានពាណិជ្ជកម្មមួយមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយ1000វីដេអូមានមួយអញ្ចឹងការមើល5ដងទៀតផ្សេងទៀតរួមបញ្ចូលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម2បាទ1000អានេះ1000 view 1000 view ឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយហើយនឹងការមើល500ផ្សេងទៀតមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម2អញ្ចឹងសម្រាប់ការមើលសរុបចំនួនបាទមើលទាំងអស់គឺយើងមើល1500 view ឯងជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នេះមានន័យថាមានការចាប់អារម្មណ៍លើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់បុគ្គលិកចំនួន2000នាក់បាទបើណាហេតុអីបានឃើញលេខ2000នេះគឺគេយក1000ហ្នឹងហើយ500នេះ
500 view នឹងប៉ុន្តែផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម2ដងអញ្ចឹងគុណនឹង2ឃើញ1000ដែរអញ្ចឹងឃើញ2000គេគិតជាការចាប់អារម្មណ៍ណាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបុគ្គល2000អ្នកប៉ុន្តែការលេងដែលរកប្រាក់បានត្រឹមតែ1500ប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹង CPM ដែលរកប្រាក់បានគេគិតតែ1500ប៉ុណ្ណោះឥឡូវឧបមាថានេះអ្នកចាក់ផ្សាយបានចំណាយសរុប7ដុល្លារបាទគេចំណាយ7ដុល្លារឲ្យនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាអញ្ចឹងតម្លៃក្នុងមួយតម្លៃក្នុងមួយការចាប់អារម្មណ៍របស់វីដេអូហ្នឹងស្មើនឹងតម្លៃផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងនេះរូបមន្តណាបងប្អូននេះចង់ថាឲ្យរូបមន្តនេះបាទអញ្ចឹងតម្លៃនៃការចាប់អារម្មណ៍វីដេអូហ្នឹង7ដុល្លារហ្នឹងបាទយើងហៅ CPM បាទគេឲ្យគេបោះ7ដុល្លារមកអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបោះ7ដុល្លារមកគុណនឹងអ្នកចាប់អារម្មណ៍នេះឡាបែងចែកដោយការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមែនបងប្អូនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម2000បាទអញ្ចឹងចែកនឹង2000មកបងប្អូនបាទ7ដុល្លារចែកនឹង2000មកឃើញមិនមែនបាទ0.35នេះអញ្ចឹង0.35ហ្នឹងបាទរួចហើយយើងគុណនឹង1000គឺគិតក្នុង1000 view ឃើញ3ដុល្លារចុច5កាក់អញ្ចឹងនេះ CPM ឬតម្លៃមួយក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍1000បន្ទាប់មកស្មើនឹង0.35គុណនឹង1000ឃើញ3.3រៀល5កាក់អញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនឃើញ3រៀល5កាក់បាទដូចបានបង្ហាញអញ្ចឹង3រៀល5កាក់បាទ CPM ផ្អែកលើការចាក់សាជាថ្មីបាទបើចាក់សាជាថ្មីគេគិតតាមហ្នឹងណានេះគេគិតផ្សេងវិញនេះបាទវីដេអូហ្នឹងចាក់សាជាថ្មីគេរាប់ឃើញ7ដុល្លារចែកនឹង1500ហេតុអីបងប្អូនព្រោះអីនេះ CPM ផ្អែកលើការចាក់សាថ្មីនឹងស្មើនឹង7ដុល្លារចែកដោយ1500បាទ1500ហ្នឹងបាទគេគិតតែចំនួននេះទេចំនួនអ្នកមើលទេបាទគេអត់បូកអ្នកមើលវីដេអូមួយចាញ់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីណាអញ្ចឹងចាក់សាជាថ្មីហើយឬការចាក់ជាសាជាថ្មីគឺ1500ហ្នឹងឯងបងប្អូននេះឡើងនេះអញ្ចឹងឲ្យខុសគ្នារវាងការគិតតម្លៃ CPM ហ្នឹង CPM ផ្អែកលើការចាក់ឡើងវិញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគេគិតតែមកគេអត់គិត2000អ្នកទេបាទ2000អ្នកហ្នឹង CPM តែ CPM ចាក់CPM ដែលអាចលើការចាក់ឡើងវិញគឺតែ1500 view ទេបាទអញ្ចឹងយើងយក700ចែកនឹង1500 view មកហើយគុណនឹង1000មកបាទអញ្ចឹងឃើញ400.67ហើយបាទអញ្ចឹងឃើញអានេះ400.67ហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ channel YouTube ខ្ញុំបាទនេះបងប្អូនបាទ channel ខ្ញុំគឺនេះឃើញតម្លៃ CPM ណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះសិនឥឡូវនេះគឺ channel ខ្ញុំគឺ48ម៉ោងបាន850បាទអញ្ចឹង850គិតនេះបងប្អូនហើយគិតនេះយកថ្ងៃនេះទៅទៀតបាន410បាទ channel ខ្ញុំ410បាទ410អញ្ចឹង410 view បាទ410 view អញ្ចឹងទៅមើល revenue បាទ revenue ឃើញ1.33បាទ CPM ណា CPM 1.33អញ្ចឹងដោយសារ CPM 1.33 ថ្ងៃទី20ហ្នឹងគឺ0.20ដែរណាបាទតាមជំហរបានណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមជាក់នេះចំនួនហ្នឹងតើសូម0.20ហ្នឹងបានមកពីណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនឥឡូវយើងមើលរូបមន្តសិននេះ CPM យើង1.33អញ្ចឹងយើងមើលរូបមន្តនេះ CPM យើងរក
chẳng nhom hai đấy ban chị RPM sôm chạy sàm bờ chẳng nhom sôm bằng hai và chẳng mua chạy sàm bấy nhom không mà pon ví dụ và tiếng thư tam xả mát cái đặc chía mua chạy sàm bấy không mà pon ví dụ chốc phần màn tới không bu nội đáp ví dụ chẳng dân vô bu nội đáp vô bu nội đáp bu nội đáp cuốn nắng mua chạch sàm bay máu mua chạch sàm bay và chạy nhưng mà con máu chạy nhưng mà con nó bằng ổn thì tam giả mạt cái đất đấy và chẳng khơi nhờ pram rồi sôn chạch hà buôn hà bay và chẳng sôn chạch hà buôn hà bay những đăng hái cứ anh ấy cứ lôi từ tua ban ca bị ca sai vấn đề chạch cam á nên không channel đã bỏ nhóm năng chẳng nông mà con ví dụ không là mua nội đọc nó nhóm ban phần năng trong ngày nắng á chẳng nhóm thử Chrome Home YouTube thử ban chậm này sai sập trăm phía rồi hay nhóm thử ban hà sập trăm phía rồi và chẳng nhóm vô tập lui bên nắng côn đường hà trăm móc chạy nhưng mà rồi và chẳng là nhóm thử ban địa sâu cho mà hơi buồn và mà hơi đấy nè và tầm ở trên hồ ban á ba đầm lái hai đấy ban đi đầm lái đích tay chiên này đi và đòi xa và chẳng là khơi nhẹ làm lại phần năng và chẳng được biết chạy đi bằng hai những cứ mình là phần năng đăng trong nổ và cái lại đi cứ đăng hay để bong ôn miền ví dụ nông một quan ví dụ rồi bàn phần nhẹ chẳng bong ôn chụp channel khác miền bay quan ví dụ tới bà bay khê tới rồi gọi đọc khê tới mà mơn vị chú tới bà dừng dừng kịch mới ôm mà tha anh ấy mà quan vị chú ban sôn cho sam pel bà cho mà mơn vị chú bà chẳng cho sôn cho sam pel côn nâng mà mơn máu chạy nhưng mà quan với máu bà mơn chú ban bay ở chiến á bà bồn chẳng nâng là sai lơ si nâng âm năng bà chẳng o bị ấm cơ nhé tại anh tạch tạch chiêng và tô chiêng si bị ấm hay si bị ấm sai cao sai bình đại trạch cam là sai lừa nhẹ crom phun bình đại trạch cam á là khi trong sai nắng cứ khi bình đại mưa đi tàu dương tại mình chọc chạy tô năng cô đại đã khi trong sai khi đạn khi bỏ cái chọc đôi tàu gầy rồi có làm bon ti tăng đại dương để khi chọn sai cụ đại để khi chọn sai nên bạn đi sắc xa nên tiết á nên chẳng ở video dương lõ hay chọn làm rỡ ca bắt đầu từ lưu một sinh nhà để khi chọn bán rồi bán đẹp sai này cam lắm dương khi đã tới cái ao đồng lại cả sai này cam nó khái nè xì âm nó khái dương từ tua bán trong nổ ở phía âm nó có bán tràn tại ở phía âm dương bán tràn hết nó mà còn dù dân ban chán chẳng nhẹ mưa cao lần chán dân ban ở trong nội đang chán này họp giảm nắng trong cái chạy cả lại nên ngồi bọn bọn chưa rồi bà chẳng ở video nhóm miền tại phần năng tế và hay bọn 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 miền trong ngò cho trong mặt o thì em ấy xin bị ẩm nắng cứ bọn bọn ai comment được càng cao nâng và rồi có bọn bọn miền trong đại đăng ấy và thái xong chui chạy đồng đầy khoáng đồng bây giờ chạy chịu bọn sáu ruột tha khi nhóm mình mến chạy ỏi ná chẳng ở chọn bàn là ca bắt đầu là dụng bò là cài bỏ đi và đậm bay bàn cái chi cũng vật mũi càng tại trầm trầu và to tiền bạn chắc là video nhóm miền tại phần đấy hay mà miền ca khó chung ấy xong mà chia sẻ mà xong chụp điệu đĩa và xong ở côn chụp nên là video thông mấy mình thay tiền bạn.